Xin chào mọi người. Thì sau 2 năm rưỡi kể từ ngày em đăng cái cây sắc máu này, lúc mà nó chưa hoàn thiện, thì hôm nay em lại quay lại với cái cây sắc máu ở một phiên bản ổn hơn, với lại là xanh tốt hơn. Hiện tại thì cây này cao từ khoảng dưới gốc đây lên tới phía trên này là 4,4 m. Bé em vừa mới đo hồi đợt đầu năm. Còn cái vành thân đo từ một vòng thì là 1,93 m. Còn tính từ gốc đi lên tới trên này là tầm 40 m. Từ mấy cái đoạn rễ gốc lên tới cái phần phần vành này 40 m. Thì rồi này cũng xanh tốt lắm. Rồi đợt trước mới đem về thì nó chưa có được sung sức cho lắm. Nay thì vẫn chưa ra hoa. Chắc là nó cũng chỉ mới có bén rễ thôi chứ chưa chưa có phát triển được. Đợi một hai năm nữa. Bà em vừa mới kiểu như là tỉa mấy cái bớt mấy cái lá hư nên là nhìn cái cây nó gọn hơn. Được, hôm nay không dọn nên là nó xum xuê. Đây là phần gốc, rễ gốc của nó. Đợt trước thì chưa chưa có làm cái khung đây. Nhìn nó không có thấy được rễ. Giờ thì xếp thêm đá nhìn cho cái cây nó đẹp mắt hơn. Cũng đã có nhiều người hỏi cái cây này, nhưng mà lúc đó thì coi nó chưa được phát triển tốt lắm nên là ba em cũng chưa có ý định bán. Cái này thì phù hợp với các khu du lịch nghỉ dưỡng, do kiểu như nó to 4,4 m. Còn cái tàn từ bên đây qua thì em chưa đo nữa, nhưng mà nói chung thì cái coi bây giờ nó cân đối rồi. Tán của nó thì đổ đều ra, bà em dọn chăm kỹ lắm. Em quay đều cái coi luôn. Để em leo lên mái nhà em quay từ phía cao trên cao nhìn cho mọi người xem thử. Đây là chủ nhân của cái cây, ba em đang vừa mới sửa cái cây mai xong,
giờ đi dọn đó bè em đó. Thì em sẽ giới thiệu cho mọi người mấy cái cây trong nhà. Đây là cây cây thiên tế này, đây là cây cây lộc vừng, cây lộc vừng cũng mới mua về trồng, chỉ có thêm một cây đó thôi, còn lại mấy cái đó thì từ đợt trước. Đây là cây cây mai này. Mai hôm trước thì cao lắm nhưng mà nay cắt cái cục lại. Này thì có thêm một cái cây nữa, không biết cái tên nó là gì nhưng mà nhìn nó lạ lắm. Đây là cái cây từ trên cao này, nhìn lá mướt nó xanh tốt này. Chứ đợt trước thì nó còn chưa đủ sức, nó lá nó còn vàng, giờ thì nó xanh lắm. Có phờ lại cam thì bay nó ok hơn. Dâm lại đó, để xanh xanh mướt luôn. Thì sau 2 năm rưỡi thì em cũng quay lại cái cây để cho mọi người biết thêm về thông tin cũng như là cái chi tiết về cái sự phát triển của nó. Ok, video đến đây là kết thúc. Chúc mọi người một ngày mới tốt lành nha. Ở đây có một cái cây rất là đẹp này. Bye bye.